anh tên là gì nhỉ? Anh cho em xem bảng tên. Không, em xem bảng tên. Anh là gì đây ạ? Anh cho em xem. Nguyễn Ngọc Tú đúng không? Cán bộ bao nhiêu đấy? Anh cho em xem, anh cứ cho em xem không em, sao cả. Em bên giao thông văn minh. Để anh nói em này, em muốn em nói anh nhá. Em muốn làm anh cho em xem bằng chứng. Em muốn làm việc với anh ấy. Anh cứ cho em xem bằng chứng đi. Em phải làm việc với anh trước xong nếu mà anh ok em đi thoải mái. Anh không em là em nói anh. Em nói anh à. Em vẫn đi làm giữa. Đúng anh. Em không hề là em đi bên này hay em ra làm giữa đúng không? Em đi từ làn giữa, em vẫn đi làn giữa, em không chuyển đi đâu cả. Anh cứ nói đi. Đây có ba làn đường thế thôi đúng không em? Vâng. Đây nó giải anh bẻ lại gãy gương em đấy. Vậy sao được em? Nếu anh gãy gương anh này bảo là em không có gương là thế là không được. Rồi anh cứ nói đi. Anh nói đi, em phải quay lại đây em nhìn đường đi. Đây đây, anh cứ nói đi, em nhìn anh em nhìn đâu. Ba làn đường đúng không em? Vâng, đúng có ba làn đường. Em biết, em ngày nào cũng đi qua đây. Đúng không? Vâng, ok. Bạch đất đúng chưa? Đúng chưa? Vâng, đúng rồi, anh nói đi. Chuyển làn bật tín hiệu lên em. Bạch Đức này chuyển làn bật tín hiệu lên. Nhưng mà hiện tại em nói anh này, em không có chuyển làn mà em đang đi ở làn giữa từ đầu kia. Em đi, vẫn đi qua làn giữa đây, em không hề vào trong này đúng không anh? Em không hề đè vạch, không gì cả. Em ơi, anh rồi anh nói đi. Anh nói cái này, đây có ba làn rõ ràng thôi. Đúng rồi ạ. Vâng, đúng. Rõ ràng ba làn, Bạch Đức chuyển làn bật tín hiệu lên thôi. Còn anh thông báo lên nhưng bây giờ lỗi của em là lỗi gì? Anh nói rõ lỗi của em lỗi gì? Anh thông báo lên rõ ràng chuyển làn không tín hiệu. Chuyển làn không tín hiệu. Nhưng mà em đảm bảo với anh một câu là em không hề chuyển làn và em không sinh nhan chuyển làn. Không đảm bảo luôn. Okay, có nghĩa là bởi vì em không chuyển làn nào cả, em vẫn đi làn giữa của em đúng không? Đấy, bây giờ em nói trong câu nói của em nó thể hiện rõ ràng luôn. Rồi đâu rồi, bây giờ anh nếu mà anh nói em chuyển làn đúng không? Anh phải có bằng chứng, anh phải có camera chiết xuất ra đây, anh chứng minh cho em xem. Ok anh. Ok chưa anh? Ừ, ok. Anh còn nói em nói anh này, anh chắc anh chắn là sẽ này. Lên giao thông văn minh. Lên giao thông văn minh thì anh lên. Anh lên đấy, và em sẽ kiến nghị anh. Ừ, ok. Ok. Không vấn đề gì cả, anh không làm sai thì anh không phải sợ. Anh bây giờ là mấy giờ nhỉ? Bây giờ là 7 giờ đúng không? Đây là đoạn đường gì anh nhỉ? Em cũng không biết đoạn đường này đoạn đường gì. Anh đã nói bây giờ anh đưa anh nhập biên bản em nhá. Em yêu cầu anh có chứng minh cho em camera chứng gọn vào trong ra đi đã em. Ê, em vẫn đứng gọn mà. Các anh còn đứng đây còn không sợ nói gì với em. Đúng không? Đây em đứng gọn khoảng đây cho anh. Đây rồi, thế bây giờ nhá, anh ok. Nó rằng với em quan điểm đấy thế đúng không? Đúng không? Đường ba làn rõ ràng, Bạch Đức rõ ràng. Anh bảo anh chỉ bảo em chuyển làn được tín hiệu lên thôi. Chuyển làn còn cái vấn đề ngay từ đầu đúng không em? Vâng, ngay từ đầu đúng không em? Anh đã bảo với em rõ ràng là đúng không? Em đầy đủ giấy tờ anh nhắc nhở cho em đi. Vâng, anh thông báo với em nói là chuyển làn không tín hiệu. Chuyển làn không tín hiệu. Nhưng đúng mà không? Em đảm bảo với anh một câu là em không hề chuyển làn. Cái việc em nói đấy đúng không? Đó, bây giờ anh có chứng cứ anh cho em xem. Ok chưa anh? Anh có chứng cứ anh cho em xem. Ôi em sai, anh phải chứng minh em xem chứ. Đây là vi phạm hành chính. Tôi bảo chứng cứ. Còn đây ngay từ đầu nhắc nhở anh đã nói với em rồi. Tham gia giao thông đúng không? Ba làn, Bạch Đức chuyển làm bật tín hiệu lên ngay từ đầu anh bảo nếu mà em đầy đủ giấy tờ anh nhắc nhở cho em đi đúng không em? Vâng, em đừng bảo là nhưng mà em không sai em đảm bảo với anh là cho không sai anh lên giao thông văn minh hay là lên đâu nữa thì cũng không anh ạ. Đây là anh tuyên truyền anh nhắc nhở cho okay. Em thôi em ạ. Ok đúng không? Còn anh chả là đi sai mà anh phải sợ em không? Đây là đúng rồi, mình sai đâu mình chịu đấy, em sai đâu em sẽ chịu đấy. Trên pháp luật này đúng không? Em ơi em phải nghe anh nói hết đã. Vâng anh nói đi, em cho anh nói hết xong rồi. Em đừng có lúc nào em cũng được. Thế này tôi ở giao thông văn minh hay tôi cho anh nói thế không đúng nào rồi đi em ạ. Anh làm sai em sẽ cho lên mạng xã hội để cho mọi người. Nếu mà đây anh sai đúng không? Đây anh nói rõ ràng đây là ba làn Bạch Đức đúng không em? Vâng. Em chuyển làn bật tín hiệu lên. Anh nhắc nhở cho em, anh tuyên truyền giáo dục cho em. Đây cơ sở hạ tầng nó như thế này đúng không? Em đừng có nói như thế, đấy là nó cu đấy mà. Anh không sai, anh tuyên truyền nhắc nhở cho em thôi mà. Thế là em sai đúng không ạ? Anh nhưng mà em sai có vấn đề không? Nhưng mà em hỏi em có sai không? Em không nhận thức được vấn đề của mình thì làm sao mà anh nói anh em còn không chấp nhận. Anh nói bây giờ anh sai anh là biên bản đi em. Anh nói em không? Em không xin anh, em không hề xin anh một câu là em ơi sai. Em nói đi. Em nói này đi. Đúng không? Anh nói ngay từ đầu rõ ràng rồi đúng không? Ba làn rõ ràng. Bạch Đức chuyển làn tín hiệu đấy em có giấy tờ đầy đủ, anh tuyên truyền anh nhắc nhở cho em, đây là cơ sở giao thông vận tải tầng của mình, nó chỉ được như thế này thôi, anh vẫn nhắc nhở đúng không em? Anh nói không chưa? Được chưa? Anh nói không chưa? Ừ. Anh nói xong bây rồi. Bây giờ em nói anh này, thứ nhất em mà tham gia giao thông em đầy đủ tất cả gương mũ đầy đủ đúng không anh? Rồi. Em không hề sai, còn nếu mà anh nói em là sai làn, sai thứ hay chuyển làn cái gì em không cần biết, anh, cái đấy okay, nếu mà em sai anh lập biên bản cho em, ok chưa? Anh nói em nghe này.
không phải cứ sai là phải lập biên bản em ạ. À thế ạ. Tuyên truyền nhắc nhở là gì em? Đúng rồi. Bây giờ là em đi hay là em đứng đây? Anh nói em nghe này. Anh tuyên truyền nhắc nhở cho em để em hiểu, còn cái vấn đề em có nhận thức được hay không đến đâu đấy là quyền rồi, của em. Bây giờ em hiểu rồi, em hiểu rồi. Thế là em sai đúng không? Em có nhận thức được cái vấn đề đấy không? Đấy là quỳ thì tùy em thôi nha em nhá. Còn cái việc này em có thể em đi hay không, để em đảm bảo tính mạng cho em thôi. Thế em nhá. Thế bây giờ tham gia thế nào không? Bây giờ thế nào? Thế là em anh nói em nghe rồi, đơn giản thế thôi đúng không? Em đầy đủ em giấy tờ em, anh mời em đi. À, có nghe em bây giờ em phải xuất trình giấy tờ cho anh đúng không? Đầy đủ giấy tờ anh mời em đi thôi. Anh đúng anh đã nói cho ra anh. Nhưng mà em không xuất trình giấy tờ cho anh. À, em bây giờ em không xuất trình giấy tờ anh. Bởi vì anh không làm đúng. Anh thì em bây em đi đứng giao thông là sao mà anh nói này em làm sao em chứng minh anh không làm đúng không? Anh đang tuyên truyền nhắc nhở cho em. Em đứng đây nói chuyện đàng hoàng đi em. Em đứng đây nói chuyện đàng hoàng đi em. Anh không ngại việc lên lên hình hay là lên đâu cả em ạ. Nếu mà em sử dụng hình ảnh của anh sai ấy là không, đúng không là vấn em đề gì cả. Anh không cấm. Anh không cấm. Anh không cấm việc sử dụng hình ảnh của em đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Em cứ có thể quay thoải mái. Đây anh đang tuyên truyền nhắc nhở cho em. Anh có thể quay đây, quay rõ ràng đây luôn. Vâng, quay rõ luôn chứ anh em ngày nào cũng đi qua đây. Okay, không ai anh lại bảo ui thằng này nó đi này là nó sai. Đây lời nói một là một, hai là hai em ạ. Em đừng bảo ôi hôm nay thì sinh nhật mai nhé. Không ai không có chuyện đấy em ạ. Bây giờ anh làm em xử lý đây bây giờ. Em quay đây luôn, đấy em quay luôn. Bây giờ lỗi của em như nào? Bây giờ lỗi là sai hay là đúng? Cậu như nào? Cậu sau kinh nghiệm anh. Thế là anh nhắc nhở cho em đi đúng không? Ừ. Thế là em đi đúng không? Bây giờ anh có cho em đi không? Anh vẫn cho em đi, còn cái việc nhận thức của em đến đâu thì em nhận thức thôi. Thế là em sai đúng không? Không vấn đề em cả. Nếu mà em sai thì em chịu. Đúng rồi, okay. Em nhận thức đến đâu thì em nhận thức thế thôi, thoải mái thôi, nó không vấn đề gì cả đúng không? Tham gia thông em là người cầm lái, em phải chịu trách nhiệm đúng không em? Đúng không? Còn hôm nay anh nhắc nhở em, ok, không vấn đề, thoải mái thôi em, okay. Đúng không? Được chưa? Nó qua là thoải mái luôn. Bây giờ anh nhắc nhở em cho em đi đúng không? Không phải tí nữa em đi anh lại bảo ôi cái thằng này nó đi thế là nó trốn đúng không? Nói một là một, hai là hai. Không thì là sai đấy anh ạ. Không thì nếu mà em sai anh cứ lập biên bản em. Em làm như thế em. Bây giờ hỏi anh là đội mấy? Bây giờ anh cứ cho em hỏi đội mấy không? Được chưa? Anh rõ ràng này. Tôi kiểm rõ ràng rồi đúng không? Em anh vẫn mời em đi đúng không? Hôm nay em đi thì là anh dừng xem anh bảo ồ em như thế là được đúng không? Đây ba làn đường vạch đất rõ ràng chuyển làm tín hiệu lên em. Còn anh vẫn mời em đi đúng không? Ok chứ là anh nói thế. Bây giờ em sai thì là bảo anh tuyên truyền em sai em chịu trách nhiệm ngay em lên kho bạc cái lớp là đóng tiền. Em ơi em đi rất nhiều anh nhìn em biết ngay là lớp biên bản em đúng không em? Vâng anh nhắc nhở thì thôi em đi thôi. Em đi được chưa? Cái nhận thức của mình thế thôi. Bây giờ em đi được chưa? Anh mời em đi được chưa? Ok. Cái nhận thức của em đi đến đâu thì nó đến đấy thôi. Nếu mà em sai em sẽ chịu trách nhiệm. Đúng rồi. Anh sai anh sẽ chịu trách nhiệm. Đúng rồi. Cái việc cái nhận thức của em đến